Bị rụng tóc hói đầu dùng Minoxidil 7 tháng mà không thấy khác gì. Và đây là mình có một cái câu hỏi của một bạn là dùng 7 tháng chưa cảm thấy khác gì, hay do dùng một lần một ngày không biết. À, ý của bạn là bạn đang dùng Minoxidil 7 tháng hay là bạn dùng cả combo này 7 tháng. Đấy, thật ra trên kênh của mình ấy thì mình chia sẻ rất là nhiều cái combo này. Bạn hiểu không? Cái combo này là combo mà mình đang dùng và mình đã dùng 1 năm 4 tháng kể từ lúc tóc của mình nó thưa như thế này. Và bây giờ tóc của mình đây và kể cả hình ảnh đây. Đấy, rất là rõ ràng cái sự thay đổi rất là gọi là nhiều và tích cực, đúng không? Và mình cảm thấy rất là hài lòng với những gì mà mình đã trải qua. Tất nhiên là cái sản phẩm này ấy, trước khi mà mình dùng mình đã phải nghiên cứu và tìm hiểu rất là kỹ. Và sau đó là mình đưa vào cơ thể của mình, mình xịt Minoxidil, mình làm sạch. Đó, và bổ sung DHT blocker Good Hair và Omega 3 D3K2 và Astaxanthin. Thì bây giờ là nói chung là mọi thứ đang rất là ổn. Còn bạn dùng 7 tháng ấy, còn tùy tình trạng của bạn như thế nào. Tình trạng của bạn là bạn bị hói hở, hay là bạn bị hói chữ M, hay là bạn bị hói đỉnh đầu, được chưa? Nhưng mà hở hết ra rồi và nó bóng ra rồi. Nếu mà như thế thì xịt Minoxidil thì không thể lên được. Lúc này là bạn cần làm gì? Bạn cần phải kết hợp cả lăn kim này, kết hợp cả combo đi. Thật ra là cái combo này bạn vào kênh của mình đi, mình gần như là video nào mình cũng nói combo này, được chưa? Cái combo này là cái combo mà nó giúp cho rất nhiều anh em đã thay đổi rồi, được chưa? Rụng tóc, hói đầu, thưa tóc, thậm chí là có những người còn hói chọc đầu còn vẫn mọc được tóc cơ. Đấy, nên là bạn cứ nghiên cứu đủ combo này đi, sau đó là gì, bạn tiếp tục kiên trì nhá, bạn kiên trì cho mình, được chưa? Khoảng thêm 3 tháng nữa xem có gì thay đổi hay không. Nếu bạn hói hở mà từ cấp độ 4 trở đi ấy, đến cấp độ 7 ấy, thì bạn thêm lăn kim, còn không thì bạn chỉ cần cái này thôi. Đây, bạn cần cái này thôi, được chưa? Còn nếu hói hở từ cấp độ 4 trở lên thì lăn kim vào, thế thôi, và kiên trì, được chưa? Rồi, nếu như mà bạn mà dùng cái này thêm 1 năm nữa ấy, mà tổng thể combo nhá, 1 năm hoặc là 6 tháng đi mà không có cái hiệu quả gì ấy, thì lúc này bạn sẽ cần phải nghiêm túc đến gặp bác sĩ đi. Bởi vì là ấy, cái này nó là cái giải pháp cuối cùng của bạn rồi. Và bản thân của mình đã có trải nghiệm với nó rồi, có những bài học với những cái sản phẩm khác rồi. Và nhiều anh em khác đã mất rất nhiều tiền để đi cấy tóc, thậm chí là đi tiêm tinh chất lên đầu các thứ này kia, nhưng mà cuối cùng thì là không có kết quả. Và cuối cùng sử dụng combo này lấy lại được mái tóc. Thì mình chẳng có gì để nói thêm. Nếu mà bạn có câu hỏi gì thì cứ comment nhá, mình sẽ cố gắng để có thể trả lời bạn cũng như là với anh em tất cả những cái gì liên quan đến cái sản phẩm này, hay là những cái vấn đề của các bạn đang bị rụng tóc hói đầu, bằng những cái trải nghiệm và thực tế của mình, bằng những kiến thức mà mình đã tìm hiểu và bằng những bài học mà mình đã trải qua trong suốt cái quá trình mà mình xử lý rụng tóc hói đầu cho bản thân mình, cái cũng như là nhiều anh em khác trên kênh của mình. Và mình là Nam, mình thích làm đẹp.